Đêm nay, 4 đội thi tiếp theo trong bảng đấu được lựa chọn bởi Fresh Team sẽ tiếp tục đốt cháy sân khấu của thần tượng đối thần tượng. Đó là Harper Brother, Tiadiak, Dejavu và người đang nắm giữ thế thượng phong Fresh Team. Tiếp tục với chủ đề quá khứ, 4 đội thi đêm nay sẽ mang đến những sắc màu âm nhạc nào để có thể chinh phục được các giám khảo và khán giả của chương trình? Các em đã liên kết rất là hay tất cả những chất liệu của những cái dòng nhạc vừa đúng chủ đề và vừa làm cho chúng tôi rất là phấn khích ở dưới này. Không rời mắt là một và không rời tai là hai. Bọn em đứng trên sân khấu là sự cuốn hút kinh khủng luôn. Khi mà nghe cái bài Mong Một Ngày Nhớ Đến Em là em đã cảm giác rất là háo hức rồi, bởi vì bài này ngày xưa em đi karaoke nhiều lắm. Cái thời của em là bài này rất hot và biết mình mạnh ở điểm nào, không mạnh ở điểm nào để dùng hết tất cả những cái tư duy về âm nhạc rất là tiệm cận với quốc tế để che lấp đi hết những cái điều mình còn thiếu sót. Chứ nghĩ là đây sẽ là một phần trình diễn hay nhất của ngày hôm nay. Mình có nốt ra khoảng 30-40 điều. 30-40 điều để góp ý với các bạn trong cái việc sản xuất rồi này kia. 30-40 điều. Nhưng mà sau khi xem đủ các thứ xong là tôi quên hết rồi. Team bọn em mới là team duy nhất khai thác được hết toàn bộ cái sân khấu 3D này. Tại anh không nghĩ là trong chừng đấy thời gian mà làm được một cái tiết mục gọi là hoàn hảo. Thế có thể coi như là một sự thành công không? Thành công đấy. Thế nhưng có lẽ vì áp lực đến từ những vòng thi ngày càng khắc nghiệt đã có đội thi chưa thực sự mang đến một màn trình diễn thành công như mong đợi. Có một số luồng suy nghĩ ở bên ngoài nói tụi em là một màu. Tụi underground thì là nhạc chế. Tụi em có một lượng fan rất là hùng hậu, toàn là đang ăn dặm không à. Cho nên mới 200 triệu view. Wow. Không thấy chủ đề quá khứ đâu. Vì sao là bài này là quá khứ? Đây là một sự hoài niệm. Và cái bản phối thì nghe nó có cái gì đó nó hơi cũ cũ. Chúng ta không cần phải giải thích là quá khứ nó là thế này, quá khứ thế kia. Nó lại phản tác dụng đấy. Anh Tịnh có chia sẻ là anh ấy rất thích cái bài Có Chàng Trai Viết Lên Cây. Mình có thể khai thác những cái điểm mạnh của nhau và có một màn trình diễn như vừa rồi. Chia sẻ thật là chỉ thích Thịnh ở vòng trước hơn rất nhiều. Nghe nhiều nó sẽ bị hơi có một tí nhức đầu. Các bạn có hơi chạnh lòng chút xíu nào không? Bởi vì cái điều mà mình mong muốn trong nghệ thuật vẫn là được công nhận. Thời điểm này khán giả không đón nhận em thì chứng tỏ khán giả đang bảo là còn phải cố nhiều hơn nữa, còn phải thay đổi nhiều hơn nữa để nó phù hợp với khán giả hơn. Sau tất cả, chúng ta hãy cùng đón chờ những màn trình diễn đậm tính giải trí của 4 đội thi trong đêm nay. 1, 2, 3, yeah! Anh Lã ơi, cho mình xin tư được không? Không bé ơi! Đón xem chương trình Thần Tượng Đối Thần Tượng phiên bản Idol Camp phát sóng lúc 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên VTV3 và phát lại lúc 20:30 trên kênh YouTube Diva Network bắt đầu từ ngày 19 tháng 11 năm 2022. Đón Tết to, có Casper thương hiệu đến từ Thái Lan hân hạnh đồng hành cùng chương trình.